khác gì nhau. Như nó biểu tượng nhé, khi chúng ta học phần mềm này, kết hợp biểu tượng này, kết hợp hướng dẫn này, chứ không phải là chúng ta đọc tiếng Anh thì bạn nào mà ok rồi thì rất là tốt. Ví dụ như left spindle, là right spindle nghĩa là gì? Chiều quay trục chính ạ. Chưa chính xác. Không phải. Spindle. Spindle là cái trục rồi. Nhưng mà nép. Nhưng còn nép hay right thì nó lại chưa như thế nào? Một cái thì phôi làm bên phải, cái phôi làm bên trái ạ. Bây giờ đơn giản chúng ta đi xưởng thì cái máy của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là cái mâm cặp nó sẽ nằm bên trái bên tay phải của mình. Bên trái. Bên trái á. À bên trái. Thế tại sao nó lại có cả cái loại bên phải? Thế bởi vì CNC làm nó tự động nên có hai cả trục trái và phải để đảo đảo cho nhau. À, hoàng à đúng không? Vâng. À, rồi, đấy một ý. Thế bổn đâu? Thế bổn xuất hiện là... xuất hiện hình luôn đi. Ông đây, nào đây. Toàn để không có hình như này tôi cũng chẳng biết ông nào với ông nào. Em để cam rồi. Nào, nhìn thấy cái màn hình của tôi không? Có. Đây, stock này nó có này. Loại bên trái này, loại bên phải này. Thế ở Việt Nam thì là bên trái hay bên phải? Bên trái. Ừ. Thế bên phải thì dành cho ở đâu? Và tại bên sao? Nhật. Bên ngoài. Bởi vì chuyện tranh Nhật toàn đọc từ bên phải ra bên trái. À, thực ra ấy, chúng ta thấy là ở những người mà ở châu Âu chẳng hạn, hay những người đến từ Mỹ, chúng ta thấy người ta thường hay viết bằng tay nào? Trái. Chúng ta thấy đúng. Những người mà nước ngoài người ta hay viết bằng tay nào? Tay phải. Tay trái đúng không? Còn ở Việt Nam ấy, thì tay trái là những người thuận tay trái thì rất ít. Và khi có thuận tay trái thì người ta cũng phải cố luyện để sử dụng bằng tay gì? Phải. Tay phải. Vậy thì nếu mà chúng ta để cái máy mà không đúng thuận tay thì trong quá trình thao tác chúng ta làm như thế nào? Nó sẽ rất là khó đúng không? Giống như chúng ta cầm một con dao, chúng ta chặt một cái cây gỗ. Nếu mà chúng ta thuận tay nào thì chúng ta cầm thì chúng ta chặt rất nhanh và khỏe. Nhưng mà ở bên kia thì chúng ta có thể chặt được không? Tay kia có chặt được không? Chặt được nhưng nó lâu và làm gì? Và chậm đúng không? Do vậy là cái này là để cho cái máy, tùy vào từng máy, ví dụ những máy mà chúng ta thấy ở các cái vùng ở châu Âu chẳng hạn, người ta thường hay thuận tay trái hơn, nên là người ta sẽ sử dụng cái kiểu right hay là left right đúng không? Còn ở mình sẽ dùng là bên trái. Stock đây chính là phôi, giống như ở phần phay ấy, stock. Chúng ta phải nhớ những cái từ tiếng Anh này này, stock là phôi này. Chúng ta có thể nhấn vào chữ property này để chúng ta thiết lập cái phôi này. Chúng ta sẽ nhìn thấy bảng thoại nó hiện ra này. Thì đây là bảng thoại. Thì phôi chúng ta sẽ thấy có các loại là cylinder, này, extrude, revolve. Đấy, đúng không? Thì ở đây chúng ta dùng là phôi gì? Tròn. Cylinder là hình trụ đấy. Tròn là circle nhé. Cylinder nó giống như một khối trụ. Đó là một đường tròn đùn ra tạo thành khối. Thì có các cách tạo phôi là một là chúng ta cho cái đường kính vào đây. OD là gì? OD là đường kính ngoài. Chúng ta chú ý này. Nếu chúng ta có ID nữa này. Inside này, outside này. O là gì đấy? Outside đúng không? Outside in. Lại OD này. OD nó chính là outside này. Đi diameter này, được chưa? Còn ID là gì? À, inside đúng không? Đấy, chúng ta nếu mà diameter thì một chút. Tức là đường kính trong và đường kính ngoài nó chính là O này, đây là O này. D này. Chúng ta thấy nếu chúng ta mà tốt tiếng Anh một chút thì chúng ta hoàn toàn rất đơn giản. Đây trong trường hợp này tôi sẽ không sử dụng coi như là phôi đặc đi. Đường kính ngoài của cái chi tiết này là bao nhiêu đây? Đường kính ngoài của nó là bằng bao nhiêu? 80 đúng không? 80 này, dài 49 này. Vậy chúng ta có để phôi đúng bằng 80 không? Để giữ ra. À,
dư ra ít nhất mỗi bên phải khoảng 1 ly đến 1 ly rưỡi đúng không? Ví dụ chúng ta cho nó thừa ra khoảng mỗi bên khoảng 2 ly đi, 1 ly rưỡi đi, thế là nó bằng phôi bằng 83 này. Chiều dài của nó là 49 này, 49 thì chúng ta để thành 55 được không? 49, 55 thì dư dài quá. Bây giờ mỗi đầu 2 ly, 2 ly thì nó thành khoảng 52 đi. 52 này. Vị trí điểm gốc phôi này. Chúng ta chú ý đây là vị trí điểm gốc phôi, chính là cái điểm này này. Là chúng ta để điểm 0, 0 tức là ở đâu đây? Ở chỗ gốc của tọa độ đây đúng chưa? Vâng. Rồi, đấy là cách thứ nhất này, ok này. Ok này, chúng ta sẽ nhìn thấy cái viền đây chưa? Rồi ạ. Đây chính là cái viền của cái phôi này. Chúng ta vẽ một bên nhưng mà cái phôi nó sẽ rộng sang hai bên này. Đấy là cách thứ nhất để tạo phôi. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng biện pháp là make from two point này. Đấy, chúng ta chọn vào make from two point, chúng ta tích chuột vào đây. Sau đó chúng ta chọn hai điểm. Bây giờ chúng ta chọn điểm thứ nhất này. Chúng ta chọn điểm thứ hai này. Đấy, nó sẽ ra kích thước có gần tương đương không? Như vậy nếu chúng ta chưa có con số trước, chúng ta có thể áng chừng. Sau đó chúng ta vào đây chúng ta sửa đi. Ví dụ cái này 83 này. Cái này là thành 52 này. Ok. Như vậy chúng ta đã có cái phôi ở đây. Tiếp theo đến chuck jazz. Chuck là cái gì đấy? Chuck là cái gì? Khi mâm cặp. À đúng rồi, chính xác. Đấy chính là mâm cặp đúng không? Chuck. Chuck chính là cái mâm cặp này. Mâm cặp. Vậy chúng ta sẽ định dự định cặp ở đâu? Cặp ở phía trên này đúng không? Chúng ta tiện phía bên này trước thì chúng ta phải cặp ở đây đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ nhấn vào property này. Đấy, chúng ta nhìn thấy có các dạng mâm cặp. Đây là cặp mà... Thế tại sao người ta lại phải có những cái dạng mâm cặp đảo kiểu này? Đây, chúng ta nhìn thấy này. Đối với chi tiết nào thì người ta dùng cái mâm cặp này? Đường kính nhỏ à? Đúng rồi, rất chính xác đúng không? Với đường kính nhỏ thì chúng ta sẽ dùng cái loại mâm cặp này. Còn đường kính lớn thì chúng ta lại đảo cái mâm cặp đúng không? Mâm cặp chúng ta thấy là những cái thanh trượt ấy, nó chỉ có thể tháo ra tháo vào rồi đảo chiều được không? Đấy nha, chúng ta thấy nè. Đây chúng ta nhìn này, mâm cặp này. Chúng ta thấy là chúng ta không biết gì, chúng ta lên mạng, chúng ta search này. Chúng ta thấy mâm cặp này, đây là mâm cặp này. Thực ra ba cái này chúng ta có thể tháo ra và đảo chiều được không? Được. À được. Vậy khi mà chúng ta kẹp chi tiết lớn thì chúng ta đảo lại đúng không? À, chi tiết nhỏ chúng ta lại tháo ra lại đảo lại. Không có gì đặc biệt cả. Vậy thì trên phần mềm nó cũng hỗ trợ như này. Chúng ta chọn loại thứ nhất này, OD này. Vậy giờ kẹp ở đâu thì chúng ta làm như nào? Chúng ta tích vào chữ make from two point này. Chúng ta chọn vào đây. Chọn vào cái điểm, ví dụ chúng ta định cặp vào chỗ này. Chúng ta kéo ra, chọn điểm thứ nhất kéo ra, chọn điểm thứ hai. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy này, có đường kính này. Của bạn nào có gia đình đang nói chuyện tắt mic đi nha. Chúng ta thấy đây đường kính bằng 83 đúng chưa? Muốn cặp vào cái phôi lúc nãy chúng ta đặt phôi là bằng bao nhiêu? 83. 83, vậy chúng ta phải đặt chỗ này bằng 83 thì nó mới kẹp, còn nếu không chúng ta đặt nhỏ hơn hoặc lớn hơn là nó sẽ không đúng. Đường kính trong thì chúng ta quan tâm tiếp theo là đến Z. Z là gì? Z là cái điểm này này. Chúng ta nhìn thấy cái điểm này chưa? Cái điểm mà nó sẽ kẹp phôi này, tính từ từ phía ngoài này vào. Từ gốc đây vào đây này. Đây là đang 38 này. Trừ 38 này. Ví dụ tôi để trừ 38 chẵn đi. Giờ. Rồi ok. Đây là cái kích thước của cái mâm cặp thì chúng ta không quan tâm, vì cái này
nó auto thì chúng ta không cần chú ý lắm. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu tượng của mâm cặp đây chưa? Rồi. Còn hai cái nữa mà chúng ta cũng thường hay gặp ở trên mâm cặp đó là tie stop center. Tie stop center là cái gì? Nào, bạn nào không quá ồn thì chúng ta cứ mở mic lên, chỉ trừ những bạn mà chúng ta quá ồn thôi. Gia đình chúng ta có người nhà hay gì đấy đến chơi chúng ta phải tắt đi. Nào, tie stop center là cái gì? Chắc là tự định tâm rồi đấy. Cái này là chống tâm. Còn steady này, rest này là cái gì? Chúng ta thấy với những cái chi tiết dài ấy, người ta hay sử dụng những cái để hỗ trợ cho nó không bị võng ấy. Cái đỡ ở giữa đấy. Đúng rồi. Chống tâm này. Đây chính là chống tâm này. Được chưa? Chống tâm trên máy tiện này. Chúng ta sẽ nhìn thấy này. Đây là cái mũi chống tâm. Đúng không? Hoặc nếu không chúng ta rất đơn giản, chúng ta chọn cái này thôi. Tie stop này, center này, chúng ta cho lên Google này. Nó có ra không? Có giống không? Đấy, rất đơn giản, đây chống tâm. Còn cái tiếp theo là cái steady rest này, chính là cái lui rest của chúng ta này. Chúng ta hay gọi là cái gì đấy? Lui rest đấy. Đấy, chúng ta nhìn thấy chưa? Nó hỗ trợ khi mà chi tiết quá dài, nó sẽ đỡ cái chi tiết để tăng cái độ cứng vững và nó chống đảo, đúng không? Chúng ta thấy nó đơn giản không? Lên mạng search cái là có, đúng không? Không biết gì lên mạng search là chúng ta sẽ ra được cái tên nó. Vậy cái này trong trường hợp này chi tiết chúng ta là ngắn thì chúng ta không cần phải sử dụng hai cái này. Còn nếu mà sử dụng thì chúng ta vẫn có thể là vào đây, chúng ta nhìn thấy chưa? Relax này, chúng ta nhìn thấy cái xanh xanh đây chưa? Đấy chính là cái Lulet, chúng ta hay gọi tiếng Việt là Lulet. Còn đây nó gọi là steady rest. Steady là gì? Tại sao chúng ta có thể nhìn vào cái chữ đấy chúng ta có thể biết được? Cố định với cả vững chắc thì đấy là... Đúng rồi, steady là ổn định ấy. Steady là ổn định rồi. Hoặc nếu không nhé, các bạn vào bây giờ, các bạn rất đơn giản, không biết, các bạn vào đây dịch này, tôi không biết gì, steady này là vững chắc này, hay là ổn định này, hay cho vào English Dictionary này, steady này, đây steady state. Đấy, chúng ta nhìn thấy steady state là trạng thái ổn định này. State chính là cái gì đấy? Là trạng thái. Nó gần như thế, tức là trạng thái ổn định. Vậy steady state là trạng thái ổn định. Vậy thì cái này nó sẽ giúp cho cái trục của chúng ta hay là cái chi tiết chúng ta ổn định chưa? Đấy, chúng ta nhìn thấy cái chống tâm có đây chưa? Tôi khai báo là nó ra luôn đấy. Nhưng mà nếu chúng ta khai báo chống tâm này, sau này mà chúng ta mà để đây ấy, con dao chúng ta đi vào đây nó va vào nó sẽ báo lỗi, đúng chưa? Đây là chúng ta đè nó đi này. Delete đi. Ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tiện này. Tiện thì các bước tiện đối với một chi tiết là gì? Nào, hỏi một đồng chí xem nào. Lớp này đi sượng hết rồi, hiện tại xem có bao nhiêu bạn nào. Ba mươi lăm người rồi, khá là ok đúng không? Lần lượt theo thứ tự gọi mỗi người một lần để cho nó. Đặng Thanh Tùng nào, Đặng Thanh Tùng nào, dạ có không? Đặng có Thanh em Tùng ạ, có em chưa ạ. chưa thấy hiện hình. Đây em đây thầy. Đâu nhỉ, giơ tay lên xem nào. Đây ạ. Chưa nhìn thấy hình ảnh ông Đặng Thanh Tùng ở chỗ nào.
Có đặt tên khác không anh? Không ạ, Đặng Thanh Tùng luôn thầy. Sao đây không nhìn thấy Đặng Thanh Tùng này? Bán ở trang thứ hai thầy, thì dẫn sang trang bên cạnh. À, đây rồi, Đặng Thanh Tùng. Rồi, Đặng Thanh Tùng cho tôi biết nè. Khi tiện thì chúng ta gồm có những bước cơ bản nè. Đi xưởng rồi đúng không? Vâng. Rồi, cho tôi biết là khi tiện thì có những bước cơ bản nè. Đánh dấu ở đây nha, ông nào được gọi và chưa được gọi. Các bước làm ở thầy? Ví dụ người ta đi xưởng tiện chưa? Em đi rồi. Rồi. Thế khi mà vào xưởng thì các thầy cho cái gì? Cho một cục phôi đi cưa đúng không? Vâng vâng. Cưa xong thì làm những cái việc gì? Ví dụ cho một bản vẽ xong cho một cái phôi thì các bước làm là cái gì? À, đầu tiên là ví dụ yêu, bản vẽ yêu cầu chi tiết như nào thì mình sẽ gá đặt xong mình đo đạc rồi mình tiện theo từng cái công đoạn của chi tiết đấy ạ. Ừ, công đoạn. Bước cơ bản nhất đầu tiên là làm cái gì? Nếu mà đầu tiên em gia công một chi tiết thì đầu tiên em sẽ đo ạ, xong bắt đầu em chọn dao. Ừ. Và chọn dao xong bắt đầu gia công cái phần của chi tiết đấy ạ. Ví dụ là tiện rãnh thì chọn con dao. Đầu tiên có cái phôi xong vào tiện rãnh luôn à? Đã đo đo đạc rồi xong bắt đầu cái đấy thầy. Tôi biết rồi, nhưng mà ví dụ cho một cái phôi thô xong vào cái tiện rãnh luôn à? À thế thì nếu mà mọi lần là em đi xưởng là sẽ gọi là tiện khỏa cái phần đấy đi. Thì ra hay các thầy hay gọi là khỏa mặt đầu đúng không? Vâng. Hay chúng ta gọi là tiện mặt đầu, các thầy thì hay gọi là vâng. Khỏa mặt đầu. Xong tiếp theo làm gì? Chúng ta vừa tiện vừa đo đúng không? Vậy cái bước tiện ban đầu chúng ta mỗi lớp tiện bằng bao nhiêu? Thì đầu tiên em sẽ tiện khoảng mặt đầu thì em cho tầm khoảng cái rũ xích tầm khoảng Bây giờ tôi hỏi là tiện mỗi lớp mấy mili thôi, tôi không cần biết rũ xích của anh quay mấy vòng rũ xích hay bao nhiêu vòng, nhưng anh quy rũ xích là tóm lại phải quy ra mm hết đúng không? Vâng. Tầm khoảng 2-3 mm. Ừ. Ui rồi, ông này tiện tiện kinh đấy, con dao gì đấy, hả? Dao gì mà tiện được 2-3 mm? Thì hỏng dao mất. Ông ấy tiện khỏe đấy. Cái này cái miếng foil nó phải dày như cái giày rửa bát. Ông này tiện khỏe nhờ. Máy gì đấy, máy ở đâu về đấy? À, nhập máy trường có cái máy nào mà tiện được 2-3 để chúng tôi xuống tôi hỏi thầy Phong với cả thầy thầy Vũ xem là cái máy nào mà tiện được 2-3 mm một lớp nữa. Không phải không phải mấy thôi. Tầm không phải mấy đâu, em nhầm. Tôi không cần biết ông quay bao nhiêu du xích hay là bao nhiêu vòng hay bao nhiêu khớp, tôi chỉ cần ông quy ra du xích thì nó vẫn phải quy ra là mm hết đúng không? Vâng. Ông tiện 3 mm thì con dao thép gió của ông thì chắc nó phải cháy khét mù rồi. Rồi. Hỏi cảm ơn. Anh Đỗ là Đỗ Anh là ông nào đây? Đỗ Tuấn Anh. Đỗ Tuấn Anh. Đỗ Tuấn Anh. Đỗ Tuấn Anh có không? Có. Đỗ Tuấn Anh cho tôi biết nè. Bạn Tùng vừa bảo là bước 1 là khỏa mặt đầu với bước 2 là tiện gì? Tiện thô. Tiện thô, mỗi lớp cắt bao nhiêu mm hay bao nhiêu cm? Tầm 0,7. 0,7 mm. Ờ. Thế khi tiện tinh thì chúng ta tiện bao nhiêu một lớp? Tầm 0,3, 0,2. Rồi, tức là khi chúng ta tiện ấy, thường là chúng ta sẽ phải tiện thô, sau đó chúng ta đo kiểm cái kích thước của chi tiết đúng không? Vâng. Nếu mà thấy nó gần đạt là chúng ta phải tiện từng lớp rất mỏng để chúng ta... Nếu không mà chúng ta tiện hụt đi thì có làm cách nào để phục hồi được không? Không ạ. Lấy phôi có thì có nhưng là rất mất thời gian, đó là người ta phải hàn đắp phục hồi xong lại phải tiện lại. À, đấy là một công nghệ đấy. Các bạn thấy những chi tiết mà nó bị hỏng ấy, người ta sẽ hàn đắp sau đó là phục hồi. Thế tại sao người ta lại phải hàn đắp phục hồi? Rất nhiều những cái thú vị mà chúng ta có thể học ở trường chúng ta chưa biết. Này, hàn đắp phục hồi thì thường sử dụng với những cái trục lớn. Hàn đắp phục hồi những cái chi tiết lớn, vì chẳng hạn như cái trục của tua bin thủy điện chẳng hạn, chúng ta thấy nó rất là lớn. Chúng ta mà đi
làm lại một cái đấy thì chắc là tốn rất nhiều tiền, do vậy là người ta sẽ làm cái biện pháp đó là hàn này, chúng ta nhìn thấy đây người ta hàn đắp thêm này, sau đó người ta tiện lại những cái vị trí cổ trục hay những vị trí quan trọng. Rồi nói như thế để mở rộng ra, chúng ta thấy là ngoài cái kiến thức chúng ta học ở đây, chúng ta còn rất nhiều thứ chúng ta chưa biết thì chúng ta có thể là tìm hiểu hoặc là học hỏi qua các cái môn học. Thế tại sao chúng ta học môn mà chúng ta chịu khó đọc trước thì chúng ta hỏi thầy cô chúng ta có thể mở rộng được. Còn chúng ta mà cứ ngồi chỉ nghe xong gật gù, có ông chuẩn bị đi ngủ rồi. Nguyễn Bá Khiêm à? Nguyễn Bá Khiêm này đang ngồi nghịch điện thoại cửa sổ này, hiện hình xem nào. Không có đây à? Hóa ra đây em đây ạ. À? Ở đây thì phải nhìn thấy hình chứ. Hiện nay tôi lên mạng thấy rất nhiều trường hợp là điểm danh xong là để điện thoại đấy, xong là cho em vẫn đang ngồi nghe thì nằm ngủ đúng không? Cho tôi biết là vừa rồi có bạn Đỗ Anh Tuấn đã trả lời cái phần tiện thô. Vâng. Sau khi tiện thô thì đến tiện tinh bạn cũng đã trả lời. Đối với chi tiết chúng ta đây, bạn nhìn thấy bản vẽ chúng ta này. Vâng. Vậy sau khi tiện tiện thô xong này, tiện thô xong, tiện tinh xong thì đối với chi tiết này bạn sẽ làm gì? Bước tiếp theo. Em với thầy là em đối với chi tiết này chúng ta sẽ tiện từng đoạn một ạ. Thì ông nào sẽ tiện từng đoạn một? Ta. Như lúc nãy tôi nói này, đối với chi tiết này này chúng ta có này, có rãnh này, có gen này, có hình côn này. Vậy thì cậu xác định xem là chúng ta phải làm bước nào rồi chúng ta mới đi làm đi tiện, chứ không phải là chúng ta cứ nhìn đây chúng ta bảo tiện từng đoạn, ai chẳng biết tiện từng đoạn. Tôi tiện gen trước hay tiện rãnh trước? Em thấy là tiện rãnh trước ạ. Tôi tiện gen được chứ sao, nó cũng chỉ là từng bước một. Vâng. Ông này hay thật. Đi xưởng rồi mà hỏi trả lời một câu rất là hùng hồn. Vâng. Thế ông đi xưởng để làm gì? Các thầy dạy ông làm gì? Có thầy nào dạy ông là tiện gen trước khi tiện rãnh không? Toàn tiện gen suốt thôi. Tiện gen suốt. Thế thì ví dụ như gen nó không à, gen nó là gen suốt ra. Nhưng đây gen nó chỉ có một đoạn. Vậy thì tiện kiểu gì? Chúng ta muốn tiện gen thì chúng ta phải có cái đoạn cuối gen, chúng ta phải thường có cái gì? Rãnh thoát dao. Rãnh thoát dao. Vậy thì ở đây chúng ta phải tiện cái rãnh này thì mới có chỗ thoát dao chứ. Tôi hỏi ông một câu là tiện rãnh tiện gen trước cũng được, ông cũng bảo vờ. Thế các ông chẳng hiểu gì à? Học lại trả thầy rồi à? Rồi một đồng chí nữa. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi theo các cái hướng dẫn của những bạn đã làm nha, đã hướng dẫn thầy. Các bạn đã đi xưởng rất nhiều và vừa hướng dẫn thầy các cái bước, các cái nguyên công cần thi tiện đúng không? Giờ thầy sẽ theo các bạn. Đấy. Còn sai đúng đấy là tội của các bạn nhé. Thầy chỉ là nghe theo công nghệ, còn đâu là thầy sẽ sử dụng phần mềm để làm theo cái công nghệ các bạn chỉ ra thôi. Chứ không phải là công nghệ thầy bịa đúng không? Mà đấy công nghệ của các bạn, thầy chỉ dạy công cụ thôi. Còn công nghệ là ở trong đầu của mỗi bạn. Có bạn bảo đi cưa gái thì làm kiểu gì? Mỗi ngày mua một hộp sô-cô-la, một bó hoa hồng đến đặt trước cửa. Thứ bốc hai là trồng cây si đúng không? Thứ ba là làm gì? Nhắn tin đúng không? Thứ tư là mỗi tháng chu cấp cho bạn khoảng mấy triệu để bạn ấy sống. Còn cách nào nữa không? Hết chưa? Còn công nghệ gì kể lốt ra xem nào. Đấy, quay trở lại bài học đấy, có một chi tiết đúng không, mỗi người nhìn nó với một góc độ khác nhau. Có bạn bảo là em không cưa phôi, em cứ để phôi dài em tiện xong em cắt. Có người bảo là em không thích, em cứ tiện cái lỗ trong rồi em mới tiện cái bên ngoài. Có người không thích, bảo là em tiện cái gen trước rồi em mới tiện rãnh. Của em mà em thích làm gì thì làm mà đúng không?
Ừ thì tất nhiên thích làm gì thì cũng làm, nhưng mà cái mục đích cuối cùng để ra được theo cái yêu cầu có được không, có cưa được bạn hay không thì mới là vấn đề, đúng ở đây. Khi chúng ta lập trình khi tiện ấy, trên máy CNC ấy, thì nó sẽ có một cái lợi thế này. Chẳng hạn bình thường chúng ta chỉ hiện trơn thôi, không thể có những cái bậc này được. À, chúng ta rất khó chỉ tiện côn là cùng thôi đúng không? Tiện côn cũng là một cái mức khó rồi. Còn cái tiện kiểu như cong như thế này thì là khó xử lý. Trước khi tiện chúng ta phải xử lý cái đường này, cái đoạn này này. Đi chọn trong quá trình tiện này, chúng ta chọn round face trước này, face là khỏa mặt đầu này, chúng ta vào toolpath chọn face này. Đặt tên chương trình này. Ok này. Chúng ta chọn một con dao này, chúng ta nhìn thấy này, order right này, đây là tiện ngoài bên phải này, chúng ta mà chọn con trái này là đi ngược này, chọn bên phải, vì dao này chúng ta nhìn thấy cái phần lưỡi cắt hợp kim nó ở màu vàng vàng này, thì nó phải đi từ bên này vào đúng không? Nó đi từ bên trái vào thì chúng ta mới dùng con này. Đây là dao này, chúng ta có thể kích đúp vào để chọn các loại mảnh hợp kim này, tròn hay là hình thoi hay là hình bình hành vân vân. Tiếp đến là các cái thông số tốc độ cắt, đây là thông số tốc độ cắt, tốc độ trục chính này, tốc độ trục chính trong bao nhiêu? 300 này. Feed rate là bao nhiêu mm trên một vòng, hoặc bao nhiêu mm trên một phút, đúng không? Đấy là ví dụ. Sang phần phase parameter, đây là các thông số về tốc độ cắt nha, bước tiến này. Feed rate chính là cái bước tiến đấy, chúng ta chú ý.